Đi đâu vậy? Dạ 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 em đi thi, em đi thi hoa hậu. Sao nhìn 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 dốc dáng của cô thấy quen quá đi. Dạ 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 em chưa bao giờ gặp anh Thảo hết. Có thiệt không đó à? Dạ, nè thiệt. Tại sao tới giờ này mới tới? Dạ tự do tự vì em bự con hơn mấy cô kia cho nên em mới tới chậm hơn. Thôi không được đâu, trễ quá rồi không có được thi đâu, để đừng có, cô đừng có lên đây phá người ta nữa. Vậy thôi anh Thảo cho em xin thi nha. Xin thi hả? Dạ. Quý vị nghĩ sao, quý vị có cho cô này thi không vậy? Chết rồi. Tèo! Trời ơi! Con làm cái gì đây? Đứng lại! Trời ơi! Dạ, xin lỗi ban giám khảo. Dạ, xin lỗi quý vị khán giả. Thằng này là con tôi, nó là con trai á, không phải con gái đâu. Không có, em là con gái, Gái gì mà gái? Con trai gì mà có cái này? Trời ơi, cái này là tại vì mày mập quá. Mở xa nó động ở đây nè. Mày mà là con gái gì đây nè? Gái gì mà gái? Trời ơi, làm sao mà gái? Nè, gái đâu mà gái? Mày là con trai chứ gái gì? Ngồi ra liền. Ba... Tại sao vậy Tèo? Ba nói với con rồi, từ bên Mỹ đi qua đây á là ba cấm không có cho con đi coi hoa hậu. Đi qua coi mắt vợ mà. Ôi trời, ba cấm gì kỳ vậy ba? Biết bao nhiêu khán giả đi được đi coi hoa hậu, tự nhiên ba cấm con không đi coi hoa hậu là sao vậy? Cấm sao không cấm mày? Mày coi mấy cô hoa hậu đẹp quá, rồi mày tới nhà người ta mà thấy con gái người ta mày chê làm sao? Như vậy ba cưới mấy cô hoa hậu cho con đi. Vậy? Trời ơi, cưới hoa hậu cho con hả? Con có nằm mơ không vậy Tèo? Mập tù lù như mày mà rồi cưới hoa hậu. Vậy ba làm sao? Tao hả? Mập như tao á là mập mạnh mập khỏe, còn mập như mày người ta kêu là mập phải. Hiểu không? Mà nè ba ơi, sao dòng họ nhà mình ai cũng mập hết vậy? Cái đó là tại vì bị di truyền. Di truyền là sao? Là bệnh gì vậy ba? Di truyền á là nó giống như một cái sợi dây chuyền, nó kéo dài từ đời này tới đời khác, cái bệnh đó mà bệnh. Hiểu không? Không. Sao mày ngu vậy mày? Đi nè, có nghĩa là tao làm sao á thì là mày cũng vậy đó, biết chưa? Biết. Thí dụ như con mà bị mập á là tại vì ba mập phải không? Đúng rồi. Mà con có bị ngu á là tự vì ba ngu phải không? Di truyền là như vậy nè, để tao thí dụ cho mày nghe nè. Có nghĩa là đời của ông nội mày á mà không có con á thì tới đời của tao nè sẽ không có con. Mà chắc chắn là tới đời của mày á, tao guarantee 100% mày cũng nô con luôn con. Con hiểu rồi ba ơi. Thí dụ như mà đời ông nội á mà không có con á sao có ba phải không? Đúng rồi, mày thông minh. Mà nếu mà tính đời của ba cũng không có con luôn á. Ủa mày sao có cô vậy? Trời ơi, mày sao tao mệt mày quá. Mày ngu, mày cũng ngu vừa, sao mày dành ngu hết mình để cho tao ngu vậy chứ? Đúng rồi, tôi ngu. Tôi biết tôi ngu mà tôi có ngu cũng tại vì bị di truyền á. Mày nói xéo tao mày. Đâu có, nói thẳng mà. Vậy chứ sao ba cứ chê tôi hoài vậy? Chẳng thà là để tao chê mày. Chút xíu nữa mà đi qua bên nhà vợ mày mà người ta chê đó hả? Ugly Tiger lắm đó con. Ba nói gì Ugly Tiger? Ức liền là xấu, thay gọi là hổ có nghĩa là xấu hổ, biết chưa? Mà cái con nhỏ đó có đẹp không vậy mà sao ba cứ hành hạ tôi hoài vậy? Tao đâu có biết. Ây chết, không biết vậy sao ba đợi dặn cưới nó cho tôi? Thì tao thấy má nó coi được, tao nghĩ chắc nó cũng coi được. Rồi, di truyền nữa rồi. Ba thôi đi ba, rồi. Tôi không đi đâu ba ơi. Tôi không biết ăn nói vậy, tôi qua bển tôi nói tầm bậy tầm bạ. Ba bị ức liệt thải lờ á. Ê mày, đừng có làm mất mặt ba chứ con. Không có cái gì khó hết á, đây nè. Hễ người ta hỏi con cái gì á thì con suy nghĩ cho thiệt kỹ càng rồi con trả lời ha. Cái nào xấu á thì con bớt đi, cái nào tốt á thì con thêm vô. Đây nè, để ba thí dụ cho con nghe ha. Giống như hồi đó đó, ba cua má con ha. Ba muốn lấy lòng má con, cái ba mua chiếc nhẫn có 500 à. Ba nói với má con: em ơi, anh mua cái nhẫn này tới 5,000 lận đó. Hiểu không? Hiểu chưa? Chưa. Trời ơi. Thôi đi nè, bây giờ tao giả là mày là vợ tương lai của mày ha. Tao hỏi cái gì thì mày trả lời cái đó. Mày nhớ suy nghĩ cho kỹ càng, thêm bớt vô là được rồi. Nghe nè. Thôi. Sao vậy? Hỏi đi ba.
không đi đâu. Sao vậy? Má vợ tôi mà xấu như là ba vậy đó. Thế nào con nhỏ này cũng xấu như mày. Ủa sao ba biết vậy? Di chuyện mà con. Vậy thôi, di chuyện vậy khỏi đi, tôi không đi đâu. Thằng này, đây là tao nói á, là tao nói giả bộ thôi. Thí dụ tao làm bà già vợ tương lai mày thôi. Chứ tao có nói thiệt bao giờ đâu mà mày không đi. Mày đúng là cái thằng, cái đồ thông minh. Thông minh. Ê, sao mày không nói di chuyện mày? Ngu sao nói ba, mình thông minh mà. Đây nè, bây giờ nghe tôi hỏi nè. Dạ. Nghe cháu. Dạ. Vậy chứ cháu tên gì vậy? Dạ thưa bác, cháu tên là cô Tèo. Tèo? Dạ. Ồ, cái tên đẹp quá ha. Vậy chứ Tèo năm nay bao nhiêu tuổi vậy Tèo? Dạ thưa bác, năm nay cháu chẳng 50 tuổi. Trời ơi, tao năm nay mới 45, mày 50. Mày ném về anh tao hả? Tôi đâu biết đâu, tự ba biểu tôi thêm vô chứ bộ. Trời ơi. Con thêm thì con phải tìm cái con thêm chứ. Trời ơi, tao mới 45 mà con 50. Bớt xuống chút đi mày. Chị, vậy con nói tuổi thiệt con đi ba ơi. Ừ, nói tuổi thiệt đi. Nói tuổi thiệt đi nha. Dạ thưa bác, năm nay cháu chẳng 20 tuổi. 20 tuổi? Dạ. Vậy chứ Tèo tuổi con gì vậy? Dạ cháu tuổi con voi. Tí sự dần mẹo. Ê mày, 12 con giáp là bị con voi mày. Dạ, ba, phải con tuổi sửu không? Đúng rồi mày, tuổi sửu. Sửu phải châu không? Ừ. Châu ba biểu con thêm vô, đâu có con nào lớn hơn châu nữa đâu, là con voi rồi. Chưa có thấy cái thằng nào ngu như cái thằng này. Con thêm thì phải cho hợp tình hợp lý. 12 con giáp làm gì có con voi. Mày tuổi con trâu thì mày nói là tuổi con trâu đi, có gì đâu xấu hổ. Vậy thôi con nói tuổi con trâu đi ha. Nói tuổi con trâu đi. Nói tuổi con trâu nha. Dạ thưa bác, cháu tuổi con trâu. Cháu tuổi con trâu. Dạ. Vậy chứ cháu học tới đâu rồi cháu? Dạ cháu học cao lắm bác. Cao lắm? Dạ. Ủa mà cao tới đâu lận? Dạ cao ở trên sân thượng hả bác? Lớp gì học sân thượng mày? Lớp đó là lớp cao học các bác. Cao học? Dạ. Vậy chứ cháu học cao học nghĩa là cháu học giỏi lắm phải không? Dạ, mỗi năm cháu học mỗi lớp đấy phải không? Đâu có đâu bác, cháu học một lớp đến 3 năm lận. 3 năm? Cháu nói lộn, cháu nói lộn cháu học 3 năm một lớp lận. 3 năm một lớp? Kỳ mày. Một lớp 3 năm, 3 năm một lớp khác nhau chỗ nào mày? Ôi trời, sao không khác? Ba nhớ ông thầy giáo không? Ông thầy giáo mày sao? 8 năm nay ông chỉ dạy có một lớp à, ông đâu lên lớp nào đâu. Ông thầy giáo mày khác, mày là học trò khác, làm sao giống được? Ủa không giống hả bà? Không có giống. Vậy em sơ duyên nha. Duyên gì, nhớ nghe chưa? Dạ. Em hỏi tiếp nè. Dạ. Vậy chứ cháu học cao học thì cháu ra trường chứ gì cháu? Dạ cháu ra lâu rồi bác. Ra lâu rồi? Ủa mà ra hồi nào vậy? Ra hồi bị đuổi á. Tèo ơi Tèo, trời ơi cái chuyện này mà con cũng đem ra con nói được hả Tèo? Trời, sao không nói được? Con không bị đuổi học sao con được ra trường? Trời ơi, tao biết là như vậy rồi mày bị đuổi học mới ra trường. Nhưng mà mày muốn cưới vợ đó thì mày phải nói dạ thưa bác, con tốt nghiệp trường đại học đâu, hiểu chưa? Mày nói mày bị đuổi học ai gả con gái cho mày? Hả ba ha, mình phải nói vậy hả ba ha? Con nói nha ba, con nói nha. Dạ thưa bác, cháu ra trường tốt nghiệp đại học rồi. Vậy bây giờ cháu làm nghề gì vậy? Dạ cháu là kỹ sư. Kỹ sư? Dạ. Kỹ sư làm việc ở đâu vậy cháu? Ở tiệm mạch nano bác. Kỹ sư gì làm việc trong tiệm mạch nano mày? Mày phải nói là mày làm bác sĩ giải phẫu ở trong tiệm mạch nano. Biết chưa? Ba nói sao ba? Tiệm mạch nano ba làm như là bệnh viện vậy, có bác sĩ giải phẫu. Ê, có à? Có sao không có? Tao hỏi mày nè, phải có người giải phẫu để mổ bò mổ heo thì mới có heo bò bán hamburger chứ. Không có làm gì có hamburger ăn mày. Mày cứ nói mày làm bác sĩ giải phẫu cho tao. Con phải nói vậy hả ba? Ừ. Rồi nói xạo thôi mà. Dạ thưa bác, cháu là bác sĩ giải phẫu. Vậy chứ lương của cháu như tiền tháng vậy? Dạ 1000 tháng bác. Ít mày. Vậy con đâu biết lương bác sĩ bao nhiêu đâu. Mày cứ nói là 10000 cho tao. Ây da, gì dữ vậy bác? Ừ, 10000 một năm. Nghe tháng chịu 10000 năm. Bởi vậy tôi bị di truyền mà. Làm bẩm gì? Ông nói gì không có gì mà. Con phải nói vậy hả ba? Ừ. Dạ thưa bác, cháu làm 10000 một năm. 10000 một năm. Dạ. Vậy chứ cho bác hỏi nè, hồi đó vợ cháu có người yêu chưa?
Dạ có một người. Một người? Dạ. Mày có người yêu rồi mày cưới con gái người ta kìa mày. Dạ dạ dạ. Mình chết rồi bác. Vậy sao chết vậy cháu? Tội nghiệp dạ. Không kể cho bác nghe con. Dạ tại vì bị. Bị sao? Bị cháu đè chết rồi. Mới là bạn gái thôi mà con đè người ta chết rồi. Không phải bác, cái chuyện đó là như vậy nè. Để con kể cho bác nghe nha. Đâu đâu, chuyện sao đâu, kể cho bác nghe con. Dạ, để con kể cho bác. Có một hôm, hai đứa cháu đi ngoài đường. Nè, đi vậy nè bác. Đi nha, đi nha. Xong rồi cái cháu đè người ta chết. Chưa có đè. Hai cháu mới thấy trong thấy rạp hát. Hai đứa cháu mới mua vé đi vô. Mua vé đi vô. Đi vô rạp hát. Cứ ghế ngồi bác. Đó chen chen. Chen chen. Đó chen vậy đó. Xong rồi cái cháu đè người ta chết. Chưa có đè. Hai cháu mới ngồi xuống. Đó, cháu ngồi vậy đó. Rồi bạn gái cháu sao? Bạn gái cháu cũng ngồi. Ghế đó bác, ngồi đi bác. Ngồi. Dạ, đã. Xong rồi cái cháu đè người ta chết. Chưa có đè mà bác. Hấp tấp quá. Hai cháu mới ngồi sát vô. Sát vô. Hai cháu thấy trên màn ảnh đang chiếu có khúc hôn. Hai người đang hôn nha. Ê, có người hôn kìa bác. Đó. Bác chậm quá, người ta buông ra nè. Cả nhanh như con vậy mới thấy được. Hai con cháu mới bắt chước theo. Hai cháu nhìn trên màn ảnh, cháu từ từ. Nghe chú đè người ta chết. Chưa có đè. Hai cháu mới càng tay qua. Hai cháu giả bộ hôn cổ. Ai vậy đâu đè. Ai vậy đâu bác. Trời ơi. Tao mày đẹp còn chết, đừng có nói tới cô gái của ta. Chuyện này mày đem mày nói ra được hả Tèo? Thấy người ta hỏi á thì con trả lời là dạ thưa bác, hai đứa con yêu nhau nhưng mà tấm tình không hợp, cho nên là chia tay rồi. Mày nói mày đẹp gái người ta chết, ai dám gả con cho mày? Nhớ chưa? Dạ nhớ bà. Nghe hỏi tiếp nè. Dạ, go ahead. Vậy chứ chị này đó, nếu mà cưới vợ về được rồi đó, cháu có tính làm ăn gì không cháu? Bác hỏi câu này mắc cỡ quá. Có gì đâu mắc cỡ, nói cho bác nghe đi mà. Cưới vợ về mà không làm ăn cưới chi vậy bác? Công nhận cháu giỏi ghê nha. Thằng này được á. Trời ơi, ai mà có con gả cho nó là có phước lắm đó. Yên tâm yên lòng đó. Nó tính tới chuyện hạnh phúc xa vời tương lai rồi. Chứ bác ơi, con nói cho bác nghe nè. Cưới vợ về mà không làm ăn trước sao thì nó cũng bỏ bác rồi. Ê mày, tao hỏi á là hỏi cái chuyện làm ăn đàng hoàng kìa. Tao đâu có hỏi cái vụ hai vợ chồng mày làm ăn với nhau đâu. Thì con cũng nói chuyện đàng hoàng chứ bộ. Tụi ba nghĩ tầm bậy á. Bậy bậy cái gì? Bậy bậy á. Tao nói cho mày biết nha, kỳ này đó ha, mà cưới con nhỏ này cho mày không được á thì... Thì bà cưới mấy cô hòa hậu cho con đi. Gì? Cưới hòa hậu cho mày hả? Cưới căn cu ru cho mày thì có. Ở đó mà cưới hòa hậu. Thôi được rồi, coi như vậy là tạm ổn rồi đó. Đi qua bển nhớ nghe cho kỹ rồi trả lời cho rõ ràng, thêm bớt đàng hoàng nghe chưa? Rồi. Hả? Mày liệu hồn mày đó. Đi. If you like I afternoon you ba. Vậy? Nếu ba thích tôi chiều ba. Chiều ba là afternoon hả? Yeah. Mày nói tiếng Mỹ hả? Di truyền mà bác. Trời ơi, mày nói tiếng Mỹ. Di truyền. Dạ bằng trình diễn của bé Mập và ưu Phật tới đây chấm dứt. Tao nói rồi, mày nói chi nữa? Di truyền mà bác. Trời ơi, di truyền mà bác. Chết mày rồi, mày đụng anh Thảo té. Thảo hả? Thôi chạy lỡ, chạy luôn đi. Giờ tí canh ba nhớ phút hẹn đêm nào bên góc mai.